Úi trời ơi. Sút. Lan ơi, đây đồ ăn đây. Này cái đống này nhiều lắm, tí sẽ bằng đây rồi nhá. Đây là được bạn. Anh có thua à? Này, chân gà của chị đâu? Đây, trong tủ lạnh cái kia. Kìa. Thấy chưa? Đây thấy chưa? Hai ở công ty tổng tập 3 đấy. Chị Hân. Cẩn thận ngã đấy. Hello. Mọi người đang chuẩn bị ăn lẩu chị ạ. Chào mọi người. Chị làm tiệc mừng gia ở riêng. Mọi người đến đâu? Em không thấy phiền chứ? Không, toàn người quen mà. Mà anh này là... Chào bạn. Bạn chào anh. Hóa ra bạn mới là chủ nhà chứ không phải là bác cao to đẹp trai này. Thế anh là... Lâm sống trọ chị ấy. Vào đây ăn. Gì? Sao? Bất ngờ chưa? Em phải giới thiệu đi chứ. Này này này, từ từ. Thôi, chắc không làm được đâu. Ơ, là như nào? Anh đồng ý giúp tôi rồi mà. Vấn đề là tôi không quen biết bà đấy đâu, vô duyên bỏ sư ra. Chẳng vô duyên gì cả, rất hợp lý đằng khác. Ừ, thế hợp lý thì tìm cái thằng nào nó đang rảnh nó giúp cho. Thằng cu người yêu cũ đâu, gọi cho nó. Thế chốt là anh có giúp tôi không? Rồi ok, anh cảm thấy không thoải mái thì anh đi về đấy. Ok. Mới thắc mắc thế, dỗi cái gì? Này! Nấu ruột! Ôi, vẫn dỗi em từ nãy đến giờ á? Sao tự nhiên mày lại dở cái trò dở hơi ra thế? Anh mới dở hơi. Ngọc có người yêu mà không nói với chị nhá. Thì hôm nay em mời bạn em đến đây ăn rồi ra mắt mọi người ạ. Từ từ. Sao đàn ấy lại nghĩ là người yêu được nhỉ? Biết đâu là bạn bình thường thì sao? Thì... Đàn ấy cái gì? Đây là chị Hân. Anh phải gọi là chị. Tức là chị vợ ấy hả? Đấy. Cái kiểu này mới đúng là người yêu ấy Ngọc này. Thế còn kiểu này... Bạn có biết là gì không? Bạn kể tôi nghe đi. Đừng bảo là chị và nó. Đúng như em đang suy nghĩ đấy. Hôm nay có hai đôi đang yêu nhau. Chỉ có mỗi mình em là cô đơn thôi. Đâu, em có chị mà. Thôi, chị về với chồng bây giờ. Kiệt buồn quá. Thôi, ở đây đi, đang vui mà. Ơ hay, ở đây một đống người. Chị phải về với chồng. Một tuần nay chị chưa gặp chồng rồi. Hôm nay phải về với chồng. Thôi, chị đi thay đồ đi. Mọi người chuẩn bị xong hết rồi. Tôi dạy đọc hết cho. Này, nhìn bọn này diễn mà cứ như thật đấy nhở. Ừ, trả bù cho mình. Thật mà cứ đi diễn. Ừ. Nào, nói gì đấy? Hả? À, nói gì đâu? Vừa nói đấy. Đâu làm gì có. Chị Thoa vừa nói gì à? Không. Thế chưa? Làm gì có ai nói gì? Trong nhà ai nói gì đúng không? Em cũng lo là nếu mà chỉ nói mồm thì mọi người khó nghe mà cũng khó nhớ nữa. Nên em cứ cẩn thận in hết vào đây. Tất cả kế hoạch nằm trong này. Thật á? Ông lên kế hoạch tán lại vợ mà làm hẳn catalog như thế này á? Thì có deadline không? Có. Trước buổi hòa giải lần 1. Căng thẳng vãi, như họp công ty. Thì đây chả là công ty gia đình. Mỗi tội chả có lương gì cả. Ôi chị nói vu vơ chứ không có ý gì đâu. Chị lúc nào cũng mong hai bọn em quay lại với nhau bằng cả trái tim. Thôi mọi người tập trung nhá.
Bây giờ bước 1 thâm nhập vào lòng địch đã hoàn thành rồi. Bây giờ chuyển đến bước 2. Tổng tấn công. Tấn công á? Đánh cái Hân á? Đánh đòn tâm lý thôi. Tâm lý gì? Tao thấy dạo này đầu óc nó vô tri lắm. Đây nó là ván bài đặt cược. Tạm không biết là tao có hiểu hết hoàn toàn về Hân không. Nhưng mà tao nghĩ thời điểm này tâm lý mà chúng ta cần đánh vào là cô đơn cần một bờ vai. Để con kia thay mỗi bộ áo thôi mà lâu đấy. Nhanh lên ngồi xuống đi, mọi người chờ mời mãi đấy. Dưới đây em ạ. Có cần em giúp gì không? Em ngồi đi, chị với Ngọc dọn xong hết rồi. Ra xem hộ chị là ai đi, có khi là shipper đấy. Vâng ạ. Chị Lan gọi cả anh à? Chị Lan nhắn anh à. Đức Anh đến rồi đấy à? Lâu thế? Vào đi, đợi mỗi ông đấy. Anh vào đi. Ngọc, giới thiệu bạn đi. Đây là anh Lâm, người yêu em. Chào. Chắc là bạn nhỉ? Xưng hô thế nào nhỉ? Thôi bạn bè đi cho thoải mái, chắc hơn nhau có 1-2. Lâm này hôm ở xóm trọ, chị mang dọc mùng đến là bắt gặp hai quả hôn nhau giữa sân luôn. Ủa thế á? Tình cảm thế? Bạn có làm bên truyền thông không nhỉ? Sao tôi... Không. Anh em gặp nhau ở đâu rồi? Không, tôi làm tattoo. Hân, vào đây, vào đây. Vào đây. Ngồi đi bạn ơi. Áo nhỉ? Thôi, rau rồi nhá. Chị ngồi ở kia đi. Em ngồi ở đây còn lấy đồ ăn cho mọi người. Đây, ăn ra đây. Lâu lắm rồi mà thấy căn nhà này nó vui như vậy đấy. Thôi anh em mình xô lên nhờ. Uống đi, bật bia đi. Bật bia đi. Ui giời. Đây. Đây. Đấy. Yo. Chị ăn tôm nhá. Bóc đi xem nào. Thể hiện đi xem nào. Mâm nào. Nóng thôi. Nóng ra. Rồi. Rồi hết miệng. Ăn tôm nhanh bóc tôm. Hả? Em đếm tự. Ngon không? Đây. Từ từ mới cảm nhận. Đây, lần trước cái đứa mà gặp ở chỗ chị làm ấy, chúng nó lại gặp lại. Hôm đấy là thật là xuất sắc. Làm đấy các bạn quen nhiều kiểu nghệ sĩ với diễn viên lắm không? Đúng rồi, được cái bên ngành tôi lại có cơ hội tiếp xúc với nhiều anh em nghệ sĩ. Tôi hay xem mấy cái kênh này. Nấu ăn với cả cả kiểu rồi luôn bên tổ gia vị đúng không? Tổ gia vị có mà tôi đang theo dõi cái này. Toàn up video vào cái lúc đêm mọi người đói bắt đầu xem tôi sẽ xem cuốn cực luôn. Bạn thích hôm nào qua tôi tặng bạn một hình nhỏ nhỏ thôi. Trượng thích sao lắm ấy, nhưng mà ngại chưa biết. Anh đi xăm nhá. Thôi. Tùy anh. Mấy anh chị ơi, hôm nào tổ chức mình đi camping đấy nhỉ? Nó kiểu dân dã tí nhỉ? Nhất chị ạ. Camping cũng được mà,
Cam Binh nó mát mẻ hoặc là rừng, suối các thứ. Thế mình chia nhóm như nào? Em với yêu em một nhóm. Bên đấy một nhóm, bên này một nhóm. Tất nhiên mình cũng phải có đôi có cả chứ. Mỗi bên chuẩn bị đồ đấy, vác đi xong rồi. Thế nhưng mà mình phải chuẩn bị ba cái lều à hay là ba lều, mỗi đôi một lều. Alo, mình nghe này. Thu à, cái chỗ hôm nọ tôi định giới thiệu cho bà ấy. Giờ người ta lại không có nhu cầu thuê người nữa. Mình không sao, mình cảm ơn nhá. Ba ơi, bà buồn à? Bà không sao. Thế Na học xong chưa? Nếu mà con viết xong rồi thì hai bà cháu mình đi ăn cơm nhá. Mỗi lần mẹ cháu buồn, mẹ cháu nhờ cháu ôm một cái là vui lên luôn. Tí nữa cô Ngọc về, bà bảo cô Ngọc ôm bà một cái là bà vui lên luôn ạ. Thế Na có thể ôm bà một cái được không? Bà đỡ nhiều rồi đấy. Bà cảm ơn con nhá. Bà đỡ nhiều chưa hả bà? Bà đỡ rồi, bà đỡ nhiều rồi. Thế bà nấu cơm cho con ăn bà nhá. Ừ, được rồi, bà sẽ nấu cơm cho con ăn nhá. Nào, hai bà cháu mình đi ăn cơm nhá. Chồng ơi, hôm nay lòng nóng hổi, da sần sật chồng này. Quá ngon luôn đấy. Làm tí không chồng? Làm tí á? Ừ. Ở đây á? Ừ. Ngại chết đi. Lâu lâu thay đổi không khí, làm tí nha. Thôi, chồng đã bao giờ làm tí ở đây đâu. Ừ kìa, nhá. Thôi được, liều một lần nhá. Cái gì đấy? Rượu. Sao lại là rượu? Thế chồng nghĩ cái gì đấy? Ừ, chồng đang nghĩ là chu cái này lên xong đổ rượu vào. Và phần chồng ơi, rượu quê ngon lắm. Hôm nay xóa đi chồng ạ. Đây. À. Wow. Rượu này, lòng này. Ôi, nhưng mà ấy, tí nữa mà chồng uống say quắc cần câu này, lúc ông cụ gọi dậy đi vệ sinh mà không dậy được ấy, tỏi mất. Chồng cứ xóa đi. Cùng lắm à, đêm nay em sẽ về ngủ với chồng, thay chồng chăm ông cụ, được chưa? Ui, thế thì còn gì bằng. Quá ngon. Ngon không? Ngon không? Ngon. Chồng thấy hôm nay ngồi ở đây lãng mạn không? Quá lãng mạn, trời ơi, nó lại còn chiêu chiêu nữa. Sao lại chiêu chiêu, bắn hài mà chiêu? Ơ kìa, cái bọn trẻ con nó hay nói chiêu chiêu ấy. Thế chiêu là cái gì? Chi lờ lờ. Chi lờ lờ là cái gì hả bà? Là vui vẻ thoải mái. Giời ơi, vui vẻ thoải mái thì bảo là vui vẻ thoải mái còn chi lờ lờ. Ơ em nói không đúng à? Ừ. Ít ra nhá, ngồi ở đây lãng mạn hơn là mình ngồi ở trong bệnh viện, không phải ăn cơm cặp lồng này. Đang ăn thì bệnh nhân áo xanh áo vàng đi qua, bó bột, máu me be bét. Đặc biệt là người nhà, ông cụ không phải gọi chồng giữa chừng. Tất nhiên ở đây phải khác chứ. Chồng cảm thấy đây như là khách sạn 5 sao ấy. Từ. Thôi để anh uống nhá. Em uống cả hai cùng say không được đâu. Vợ chỉ nhấp môi một tí thôi. Chồng ơi, hôm nay tự nhiên em thấy vui thế. Thấy yêu đời. Trời ơi chồng ơi, nhìn bọn trẻ con yêu nhau á mà vợ thấy dạo dực nhá. Vợ ơi, cái Nhung nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Chém. Bỏ ngay mấy cái ý nghĩ trong đầu rồi nhá. Và vẩn, ăn đi. Em ơi đùa. Mất cứng. Vợ ơi, vợ ấy, vợ nghĩ gì trong đầu ấy? Nghĩ cái chồng nghĩ ấy. Cái chồng nghĩ là gì? Cái chồng nghĩ là cái vợ đang nghĩ ấy. À, vợ mình nghĩ giống nhau. Rồi. Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi.
cho anh yêu nhiều. Hay mà. Từ lâu em đã giàu anh có lỗi lầm. Không có em, không có em. Anh sông xanh, sông xanh. Gặp bao đời, anh dương tàn một ngày như đã trôi xa. Giấc mơ xưa ngày nào còn ở em ơi, em ơi. Dẫu tha thứ lỗi lầm, sân gầu hát đi. Ta vẫn không còn bên nhau à. Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng, chứng giám cho cuộc tình anh dành cho em. Có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay. Và dù ta đã xa tận chân trời bao lấp lánh, ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi luôn để ăn câu đấy phải mượt không? Thôi nào đứng biết đây. Và say rồi đấy Quân ơi. Say rồi đấy. Đứng lên hát. Hả? Thôi lên lên lên. Thôi em hát. Em hát được mà lên. Lên sân khấu đi. Nào nào ông kia. Đây đây em đứng đây. Đứng đây hát bạn ơi. Cái gì lên đây đấy. Đi. Anh dương tan một ngày như đã trôi xa. Giấc mơ xưa ngày nào còn đâu anh hỡi. Dẫu tha thứ lỗi lầm, ta vẫn không còn bên nhau. Và bầu trời đêm là sao tỏa sáng, chứng ra tình anh dành cho em. Có biết rằng yêu em không đổi thay. Dù ta đã xa tận chân trời nào, lấp lối ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi luôn. Chào em. Mày, mày cao. Đêm ngàn sao tỏa sáng, chứng giám cho cuộc tình anh dành cho em. Có biết rằng lòng em mãi yêu anh không đổi thay. Và dù ta đã xa tận chân trời nào, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên. Anh có biết rằng lòng em mãi luôn trao anh. Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em. Đấy, trao em nó phải đi. Đấy, tôi bảo là trao em nó phải đi thế. Này, cái đáy mình đi hát karaoke đi. Bạn say rồi. Sao đâu mà say? Sao? Đi karaoke được? Karaoke gì? Hát 2 tiếng đồng hồ rồi vẫn còn hát à? Thế đi về à? Không! Tật bàn rồi còn gì nữa? À ừ. Thế đi ba nữa, tăng 2 mình đi ba. Hân! Đi! Thôi thôi, thôi không đi đâu, mọi người đi đi. Chị bị mệt à? Hả? À thì đúng rồi. Chị mới ốm dậy mà. Ừ nhờ, thôi chết rồi, chị vô duyên quá. Em ốm dậy mà chị lại còn ăn uống ở Mỹ. À không, không không, em sao, em vui mà. Mọi người đến vui lắm, thật. Thì tôi đi đi, đi còn bắt xe em luôn, đi. Ờ thì đi. Em à, chắc là em cũng không điều đâu. Tại sáng mai phải họp sớm, gặp đối tác nữa, không dám uống nhiều. Thế à? Ừ thôi được rồi, ý thức thế tốt, thế nhà đi. Đi, ăn thôi nhá, để em dọn cho. Ăn uống xong bầy vẹ, bầy bừa ra xong không vô duyên. Đi 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 đi. Gặp sau nhá. Ok, thôi mọi người chơi vui nhá. Chào, okay. Chào anh. Lâu không đi hát karaoke.
quên mất là giọng em ai thế. Thôi để anh dọn cho. Để thôi nghỉ đi, mới ốm dậy. Em dọn được, em dọn được. Từng giọt buồn đã ướt khóe môi khi đêm dường như đang kéo dài. Cơn mưa đến xua tan bình yên, lòng ta khao khát bên em. Ngày tháng đã qua và nỗi nhớ thiết tha siết cánh tay rồi nghe đôi mắt cay. Những ước mơ đưa mình sát lại qua hết đêm mong chờ ban mai. Tình yêu lớn lên vườn cành đâm chồi, nào nắm lấy tay anh này em hỡi. Nào nắm lấy tay anh này em ơi.